Chào các bạn, kênh Cô Thơm Long Xuyên Vlog xin mến chào các bạn. Mình rất vui được gặp lại các bạn trong một cơm gia đình của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Các bạn ơi, hôm nay cái nhà các bạn ăn cơm với món gì vậy? Và ngày mai các bạn sẽ đi chợ mua thực đơn là món gì cho gia đình mình đây? Mình cũng có rất là nhiều băn khoăn không biết ăn món gì. Chúng ta cùng nhau chia sẻ thực đơn cơm gia đình với nhau nha các bạn. Mình sẽ trình bày cái bữa ăn cơm gia đình của mình với các bạn. Rồi các bạn hãy comment bữa cơm gia đình của bạn gồm gì ở dưới giùm mình nhé. Hôm nay nhà mình ăn món cà dồn thịt với canh thịt hầm củ sen. Mình xin chia sẻ với các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn đi chợ cùng mình nhé. Trước tiên mình sẽ mua cà. Các bạn thấy có hai mâm cà không? Một cái mâm cái trái tròn quay, một cái hơi nhọn nhọn đó. Mình sẽ mua cái loại trái tròn to này để dồn thịt cho nó dễ được nhiều thịt nữa. Tiếp theo mình đi mua thịt heo ha. Ở đây mình sẽ mua giò heo ha. Và mua thịt nạc về mình bằm ra để mình dồn thịt nữa. Bầu củ tự nhận. Tô canh thôi. Cái nào không được, cái này đúng nha. Gọt con không hay để nguyên? Gọt giùm luôn đi. Trong lúc chờ chị thái rau á, chỉ gọt cái vỏ của cái ngó sen cho nó bớt cứng. Thì mình sẽ quay cho mấy bạn xem nè, chỉ bán đủ thứ hết trơn, bông bí nè, cái mấy cái loại rau củ mà để nấu hầm đó cũng gọt sẵn cho mình luôn nè. Hôm nay đi chợ mua có 3 món đó, nhanh gọn ha các bạn ơi. Trên đường về mình thấy có chiếc xe của chị này bán khoai lang luộc hấp này kia, có khoai mì này. Bây giờ về rồi mình sẽ bắt đầu nấu cơm ha các bạn. Đầu tiên mình sẽ lấy thịt ra mình rửa trước đi. Mình cho muối vào thịt nè, bóp cho sơ sơ đó. Rồi sau đó mình sẽ rửa lại bằng nước lạnh. Đây mấy bạn nhìn xem nha. Này, cái nước đầu tiên nó đục ngầu thấy ghê ha. Mình sẽ rửa như vậy 2-3 lần cho tới hồi nước nó trong, thịt nó sạch đi, rồi mình sẽ cho cái thịt này vào cái nồi áp suất để hầm cho nó nhanh. Mình cho thịt vào nồi, cho miếng nước vào và bắt nồi nêm ha. Sau khi cho gia vị vào thì mình sẽ bắt lên hầm. Còn bây giờ mình sẽ đi ướp thịt nè, gồm có nấm mèo, củ hành xay, hành lá sắc nhuyễn, hạt nêm, tiêu nè, nước tương nè, đường nè và 3 trái cà. Sau khi nêm nếm và trộn đều thịt, ướp thịt xong rồi thì mình để đó đi. Mình sẽ quay qua, mình sẽ xử lý mấy trái cà. Đây, các bạn nhìn xem mấy trái cà này mình sẽ gọt ở dưới đít của nó nha. Ở trên mình khía 4 cái đường nha. Rồi mình dùng muỗng mình sẽ lấy hết ruột nó ra. Cái chỗ trống trong cái ruột này mình sẽ dồn thịt vào trong đó. Thank you.
dồn thịt xong rồi thì bây giờ mình để ra cái trứng gà này vào trong cái nồi hấp nha, chín thịt ở bên trong. Trong lúc hấp cà thì bây giờ mình sẽ quay trở lại mấy cái củ sen này, mình khía cho nó đẹp nè, đang hơi cắt ra hình có hình cái hoa cho nó đẹp ha. Củ sen đã được bào vỏ hết rồi cho nó mềm. Đây bây giờ mình sắt, các bạn xem mình sắt khoảng gần hơn 5 cm thôi, đừng có dày quá cũng đừng có mỏng quá ha. Trong lúc cắt cái củ sen này thì mình tắt lửa của cái nồi áp suất đi cho nó xì hết hơi. Nó xì hết hơi xong mình mới mở cái nồi áp suất ra nha các bạn. Phải hết hơi mới được nha. Rồi, đây, hết hơi rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái củ sen vào. Mình nêm gì đây? Bây giờ mình chỉ nêm một ít hạt nêm vô nữa thôi ha các bạn. Chắc cho miếng nước thêm quá à, hơi ít nước rồi. Đậy nắp lại và hầm tiếp. Trong lúc hầm củ sen thì bây giờ cái cà hồi nãy mình hấp á, nó đã chín rồi, giờ đây nóng bốc khói luôn. Mình sẽ lấy ra và làm nước sốt. Bạn nhớ cái ruột cà hồi nãy mình móc ra không? Mình không có bỏ đâu nha, mình chừa lại để mình vắt lấy nước cà này ra để mình làm nước sốt đấy. Cộng thêm nước hấp cà trong dĩa nữa nha. Và đây là gia vị mình sẽ nêm, gồm có nước mà mình chắc cà ra nãy đấy, rồi hành lá, rồi tương cà cắt hết, rồi hạt nêm, đường, một ít bột ngô và hành lá. Sau khi để hết gia vị vào, bây giờ mình để lửa nhỏ cho nó sôi lên, cho nó sắp chặt chội. Đây, nước nó hơi cạn cạn một tí xíu thì bây giờ mình sẽ muốn sệt hơn nữa thì mình cho một tí bột bắp vào. Rắc vào một miếng hành lá nữa là nước sốt đã hoàn thành rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ xử lý trái cà. Bây giờ mình sẽ lấy cái vỏ của trái cà này ra nha. Và mình theo bốn cái đường mà đã cắt hồi nãy đó, mình khứa ra để hở phần thịt ra để mình chế nước sốt vô cho nó thấm vào phần thịt. Wow, cắt gì thôi mà cái mùi thịt mà hấp rồi nó bay lên thơm ngào ngạt luôn các bạn ơi. Cắt xong bây giờ chỉ cần rải nước sốt lên thôi. Đó, và dọn chén là được ăn cơm thôi. Cái ngó sen mình hầm với thịt nó cũng chín rồi nè các bạn, mềm luôn rồi, mềm rụt luôn đó.
mình múc ra thôi. Dọn thức ăn lên mâm rồi, bây giờ còn một món chút xíu là quên, đó là bánh khoai mì. Khoai mì sợi á. Đây, người ta hấp khoai mì xong rồi, người ta sẽ trộn dừa vào với mè vào. Mấy bạn có biết món này không? Ở xứ mấy bạn thì đây gọi là món gì vậy mấy bạn? Mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình đến giờ phút này. Cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Nếu các bạn thấy hay, xin các bạn hãy cho mình một like đi. Một like của các bạn sẽ là cái nguồn động lực cổ vũ tinh thần cho mình rất nhiều để mình làm ra những cái video về những các bữa ăn gia đình ha. Còn các bạn có thể là comment bình luận ở bên dưới cho mình xin cái thực đơn các món ăn gia đình của bạn để mình có thể mình bắt chước mình nấu theo nha. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì xin hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn nút đăng ký subscribe nha, và nhấn chuông để nhận thông báo khi mình có video mới nha các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng ăn cơm với gia đình mình nhé. Wow. Nó có đèn. Dễ thử miếng cái này miếng nó mềm nó mềm dữ lắm rồi nè. Cà rốt món ruột cái chiếc này. Mình ăn thử coi. Nó mềm mập luôn. Đây nè, mềm mập luôn. Miếng này gọi là thấy không, em xèo luôn ha. Đây nè, miếng thịt đùi miếng xèo. Nè, cho em miếng nước cho tâm nè. Đây. Không còn luôn. Có cục xương ống ngon quá ha. Đây là cục xương ống nè. Ngon là ngon chỗ cái xương ống. Có xe ăn bùa bùa quá trời luôn. Cái này mà ăn với nước mắm ớt hay là một món mà cũng được, không cần món mặn luôn. Video đến đây xin kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bữa ăn tiếp theo nhé.